Hola, te doy. My head to finally. Cái khóa ấm vậy thôi. Thôi. Ui, phải nó chui vào đấy hơn này. Để rồi. Mấy con ấy. Đi. Ơi. Con lợn đẻ rồi. Con lợn đẻ rồi. Ở đây xem. Bảy con đấy. Em đi qua đi ra em không để ý ấy. Bảy con hả? Ngày sáng cho em không để ý, lúc em ra kia em không để ý. Có ba con trắng. Không để ý nhỉ? Ba con trắng, một con đen. Lạnh lắm rồi ấy. Trời, cũng lắm rồi. Đi lấy đi đi mua. Ui, lạnh lắm rồi. Tía chắc phải mua cái ni lông hay bạn phủ lên. Với lại mưa nữa. Mua về vay hết xung quanh chứ không lạnh lắm không? Tuyền chết chân tình. Chắc phải đi mua thôi. Có con ba con đỏ này. Này chắc phải đi mua đồ về vay hết xung quanh này đi. Lạnh lắm rồi. Với lại đang mưa nữa. Ô lại chạy thì lại để đúng vào cái lúc trời lạnh này nữa. Mưa nữa. Chắc tí là đi mua cái với lông kia để vay xung quanh đi. Vay cả mấy con này nữa. Hôm nào mưa rét thế này lạnh lắm. Lạnh. Lại để đúng không mấy hôm nay nữa. Thế là em ở đây nhé. Ở đây nấu cháo cho con lợn nhé. Em đi lấy cái nồi. Cho anh đi ra ngoài anh đi mua đồ nhé. Lấy cái áo ấy. Em ở đây nấu cho nấu cháo cho nó nhé. Vâng. Đang để này nấu cho cái nào nó cũng tốt một tí cho nó ăn đấy. Vâng. Em ở đây nấu cái nhé, có rồi nhé. Cầm cái ô đi. Để xem mưa.
Em ở đây nhé. Cân chén nhiều cái cùng luôn đấy.
Coi, coi, nhà coi, nhà má, đó là bà xem cái đu đủ này cũng có bán bớt cho mấy quả, bớt lấy đấy, cho lấy đi, lấy làm cho ăn à, lấy đi cho con lợn mà, con lợn mẹ nó vừa mới đẻ. Này cô bán thế nào ấy? Mỗi quả bao tiền đấy? Quả 5.000. Hôm nay đi qua dưới kia mua được mấy cái đu đủ ấy, chết chín chưa? Đổ băm rồi đổ cho vào đấy ăn cho nó có nhiều sữa.
bấm cho vào kia. Bấm 3-4 quả ăn. Anh lấy một tí nước đổ vào đấy. Em băm cho tí nữa đổ vào đây nhé. Em đi ra làm cái kia đó để bay cái lấy mấy cái cây. Băm xong đi ra hộ anh nhé. Nó nó cuốn cuốn kìa. Thả cho nó đủ một vòng đó chứ. Chuồng kiến ừ, vây hết cả mấy con kiến kiến lật hết.
vòng ra kia rồi. Đây đấy, đưa về, về chỗ này đấy. Đây, để đây. Ra đây. Kéo từ cái này đi, xong rồi vòng vòng qua bên kia. Nhưng mà cho nó ở bên dưới, bên trong bạc nhé. Rồi. Để cái nào lên trên đấy. Để lên. Kéo đi, kéo đi, kéo ra bên đấy đi. Rồi, kéo đi. Đấy, lấy cái gì buộc nó lấy vào. Cái này được rồi đấy. Cắt con này ấm không? Ấm đấy. Cái này thế này. Cái này sang bên kia. Vậy nốt mấy con kia nhỉ? Đi để anh quay cái này thôi. Từ từ á, còn chưa cắt cái kia nữa mà. Quên mất. Chùa đấy nhỉ. Cắt cái thật. Cả nhà bên tay đây.
kìa. Đây đi nào, trên đây. Bên này đi. Không không không, về trong thôi. Đấy, vòng cứ vòng. Có cho ăn. Sao đây? Cắn lợn không biết là nên chưa nhỉ? Thôi ăn xem, ăn được lợn không? Ăn được xem. Làm khi nó đổ hết ra ngoài. Đây này. Dạ. Ê, hồi anh khiêng cái này ra. Dạ. Khiêng cái này ra, nấu cơm.
kìa. Ui, chỗ này. Thế lấy bị đổ ra đấy. Cho lợn ăn đi. Đen đấy. Đây là cái ấm áp luôn. Đây. Hàng váy này ấm hơn. Mà trong này cũng sẽ ấm. Đây. Đông vào. Ở như này cho thoáng, ấm nhá. Vây là ấm thôi. Này vay cái này không mưa mà cũng lạnh lắm. Ấm khát luôn. Ôi, đến được con mẹ rồi. Cho con mẹ ăn nhỉ. Con trắng dễ thương thôi. Ui, thấy nó chui vào đấy hơn này. Lạnh ấy nhỉ. Ừ. Nó biết lạnh rồi đấy. Hôm nay còn vay cái này vào ấy, không thì còn lạnh nữa. Đỡ run rồi, bây giờ đỡ run rồi. Ấm đỡ run lên rồi. Cái này thoải mái à. Ấm hơn à. Trong này ấm hơn nhỉ. Lạnh lắm. Lạnh lợn 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 lợn
Vậy này nó đỡ không?